Đang đi đường thì bắt gặp đội múa lân, chàng trai quay clip lại khiến dân mạng thắc mắc rốt cuộc là con gì. Mới đây, trong khi đang chạy trên đường, anh thanh niên bắt gặp một đoàn lân lạ mắt đang diễu hành trên phố. Tuy nhiên, lân thì cũng có lân này lân kia. Con vật mà anh thanh niên trông thấy trên đường cũng có mình lân, chân lân. Thế nhưng phần đầu lân lại rất to và nặng hơn 10kg, màu xám tro, có vằn và gương mặt dữ tợn. Sau khi hình ảnh con lân kỳ lạ này được anh đăng tải lên mạng xã hội, đã thu hút nhiều sự quan tâm, tranh luận của cộng đồng mạng. Xem đây rốt cuộc là con gì? Có người cho rằng con hổ, có người lại bảo là con mèo. Một số ý kiến của dân mạng để lại như sau. Ở mình gọi là lân sói, con này là lân gấu mà, nhìn mà tôi tưởng con mèo. Tuy dân mạng vẫn chưa xác định được hình thù đầu lân là con gì, thế nhưng có thể biết được để điều khiển được một con lân nặng nề này thì không hề dễ dàng, phải cần ít nhất 2 người thay phiên nhau liên tục để đảm bảo sức khỏe cho người múa lân. Bên cạnh đó, đây còn là nét văn hóa độc đáo của người dân Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.